Rồi chào anh em buổi trưa nha. Chào anh em buổi trưa ngày 25 tây tháng 11 nha anh em. Thì hôm nay em sẽ phân ra mấy cái lô máy mà dọn rồi ha. Cái này là tất cả đều là Magu 23 nha anh em. Máy này thì em đã dọn nổ ok hết rồi ha. Anh em chỉ về việc treo bán thôi ha. Cái này thì đầu bò chén kẹp thì em sẽ bao đủ cho anh em luôn. Còn tay lái dài thì em để tay lái dài, tay lái tròn thì em để tay lái tròn nha anh em. Hôm nay thì em sẽ buổi trưa hôm nay thì em lên cho anh em là 5 lô ha. 5 lô máy. 5 lô máy Magu 23 tum liền tum gời gì có lộn xộn hết nha anh em. Rồi. Anh em nào chốt máy bên em thì gọi vào số điện thoại của em là 0946 626 585 nha anh em. Em là Chí Công ở Cờ Đỏ Cần Thơ ha. Thì anh em nào chốt lô nào thì đặt cọc ha, đặt cọc lô số 1, số 2, số 3 hay là gì đó. Thì anh chốt lô nào thì đặt cọc thì em sẽ cho đi hàng. Em vô lô đầu tiên nha anh em. Rồi lô đầu tiên là ba con Magu 23 bao đẹp luôn. Lại mở đèn giùm đây. Ba con Magu 23 được bao đẹp luôn nha anh em. Bật công tắc đi. Giật lại. Rồi, lô này là ba con Magu 23 nha anh em. Con này là mặt giật trợ lực lớn ha. Ga ngang nha anh em. Chế là chế ga ngang bao đẹp luôn. Vô bộn rồi còn trắng tinh nha anh em. Con màu vàng thì này thì quá nhức nách luôn. Bình xăng lớn còn trắng tinh luôn. Vô rồi còn gắn trắng đẹp luôn nha anh em. Con màu xanh thì cũng đẹp luôn nha anh em. Nó hơi nắm khói chiếc cửa tí xíu thôi ha. Rồi lô này thì bao đẹp. Magu 23. Hai con tum liền, một con tum gời nha anh em. Tay lái là hai tay lái dài và một tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp thì em bao đủ ha. Cản cỏ thì trên đó có thì em để nguyên nha anh em. Rồi lô số 1, 3.450.000. 1.150.000 một con nha anh em. 1.150.000 một con. Cái này thì em đã dọn nổ ngon lành hết rồi nha anh em. Rồi lô này là 3.150.000 lô số 1. Em quay gần lại cho anh em xem. Một con tum gời, hai con tum liền ha. Rồi lô số 1 3.450.000 3 cây. Lô số 2. Lô số 2. Ba con Magu 23 luôn nha anh em, một con trợ lực. Cái này thì em đã dọn nổ ngon lành hết rồi. Rồi anh em ơi, thằng lính em nó quên châm xăng. Rồi em giật lại con này nha. Rồi qua tiếp con này luôn. Rồi máy thì đã dọn nổ ok hết rồi nha anh em.
Lô số 2 cũng 3.450.000 luôn ha. Một con là 1.150.000. Lô này ba con tôm gầy hết nha anh em. Ba con tôm gầy. Tay lái là tay lái hai tay ha. Con này thiếu nửa cái tay. Em sẽ bù cho anh em luôn. Đầu bò rồi thì bao đủ nha anh em. Rồi, lô số 2 ba con 3.450.000. Tất cả đều là tôm gầy nha anh em. Anh em nào chốt xong thì em sẽ gắn dây ga, tay ga đồ đầy đủ hết ha. Tay ga, dây ga đồ đầy đủ cho anh em luôn. Rồi, lô số 2 3.450.000. Quay nhẹ lại cho anh em xem cái cho kỹ ha. Tôm gầy. Công tắc là công tắc nhấn nha anh em. Lô số 3. Lô số 3 này cũng ba cây tôm gầy luôn anh em ơi. Ba cây tôm gầy luôn. Một con Kubota. Kubota 235 mặt dịch trợ lực lớn luôn ha. Kubota xài chế ra ngang hết nha anh em. Mấy cái dòng Magu này thì xài chế ra ngang hết. Nó rất là thông dụng. IC lửa cũng thông dụng luôn. Chế thì chế ra ngang hết. Cho nên nó là rất là dễ xài, dễ sử dụng anh em. Và dễ thay thế khi mà mình bảo hành cho khách đồ này kia đó. Thì rất là thông dụng. Tôm gầy luôn anh em. Lô số 3 này cũng là tôm gầy luôn ha. Ba con. Một con màu vàng, hai con màu xanh. Tôm gầy, tôm nhôm hết nha anh em. Con này thì là một hai tay lái dài anh em, tay lái dài. Còn cây này, cây chính giữa này là tay lái tròn nha. Đầu bò thiếu một cái thì em sẽ gắn đủ cho anh em luôn. Đầu bò, cản cỏ. Cản cỏ thì trên đó đủ ba cái. Đầu bò chén kẹp thì em bao đủ cho anh em ha. Rồi lô số 3 3.450.000, 1.150.000 một cây nha anh em. Tôm gầy hết ha, tất cả đều là tôm gầy. Rồi tiếp theo là lô số 4. Lô số 4 thì hai cây tôm gầy, một cây tôm liền nha anh em. Con này là Magu sát lớn nha anh em. Magu 231 mặt dịch trợ lực lớn luôn. Le ga bình xăng con á, là bình xăng con là ga ngang hết nha anh em. Ga ngang hết, thông dụng dễ xài. Dòng Magu này rất là dễ xài nha anh em. Tôm gầy, hai cây tôm gầy, một cây tôm liền. Hai cái tay tròn và một cái tay dài nha anh em. Cây này là em chưa có gắn tay nhưng mà cái này là tay dài. Cho nên là em sẽ gắn tay dài, còn đây là hai cái tay tròn. Hai cái tay tròn, hai cái tay dài. Cản cỏ thì đủ rồi, cản cỏ nè, đầu bò đủ, đủ đầu bò luôn. Bao đủ đầu bò cho anh em. Rồi. Lô số 4. Để em quay lại sơ lược cho anh em xem. Hai cây tôm gầy và một cây tôm liền nha anh em. Rồi cuối cùng là lô số 5. Lô số 5 là
hai cây tôm liền và một cây tôm gời. Rồi lô cuối cùng là lô số 5 nha anh em. Lô số 5 hai cây tôm liền và một cây tôm gời. Một con chờ lực lớn ha. Một con chờ lực lớn, 1.150.000 một con nha anh em. 1.150.000 một con. Hết lô này là 3.450.000. Lô này thì tay lái là đủ nha anh em, tay lái hai tay luôn. Tay lái dài. Cản cỏ là hai cái cản cỏ và đầu bò thì em bao đủ cho anh em. Đầu bò chắn kẹp thì bao đủ cho anh em hết. Rồi em quay chi tiết cho anh em xem. Con này trợ lực lớn ha, tôm liền, công tắc bật nha. Con này thì tôm gời, công tắc thì công tắc trên tay. Con này thì màu vàng, tôm liền nha anh em. Công tắc nhấn nằm đây, bao đẹp luôn. Đít nó còn trắng tinh luôn anh em ơi. Trắng tinh như mới. Rồi anh em nào chốt lô nào thì gọi vào số điện thoại của em ha, 0946 626 585 nha anh em. 1.150.000 một cây ha. Hàng đã dọn nổ ngon lành. Magu 23. 23cc nòng 32 ly nha anh em. 23cc nòng 32 ly. Hàng đã dọn nổ ngon lành. Về anh em chỉ việc gieo bán thôi ha. Rồi anh em nào chúc lô nào thì gọi vào số điện thoại của em ha. Rồi xin chào tất cả anh em, chúc anh em một buổi tối tốt lành. Ủa buổi trưa anh em ơi, giấc này buổi trưa lộn. Xin chào tất cả anh em.